Sathupo narohoti isukimaisatho. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. À, một lần nữa con cũng đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và sư sinh nhận mít cho rùm ạ. Sa tu con kính thành kính tri ân sư Tuệ Nhận, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, giảng đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh sư Phật Tính sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Khánh An. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 262. Quán cá ra na ma tề na hoàng na bó khá ra tà giá hòa xà thú ru bồ na rồ hồn tí Isu kỳ mắt cha rì xá thù na quát ca ra na ma tề na hoàng na bó khá ra tà giá hòa xà thu ru bồ na rồ hồn tí Isu kỳ mắt cha rì xá thù na quát ca ra na ma tề na hoàng na bó khá ra tà giá hòa xà thú rù bồ ná rồ hồn tí Isu kỳ mắt cha rì xá thù. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na quát ca ra na ma tề na hoàng na bót khá ra tà giá hòa xà thú ru bồn ná rồ hồn tí Isu kỳ mắt cha rì xa thù. Vải đâu hùng biện đa tài hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương nếu còn ganh dính ngã dương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần ạ. Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông. Nam mô Bích Thai Giá, Thân Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Thammachari, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đăng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin pháp cú số 262 ạ. Quát kha ra na mát tê na qua na bốc kha ra ta gia qua sa thu ru po na ro ho ti isu ki mắt cha ri sa tô na quát kha ra na mát tê na quán na bốc kha ra ta gia qua sa thu ru po na ro ho ti isu ki mat cha ri sa to. Không phải nói ru ló, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na quát kha ra na mát tê na quán na po bốc kha ra ta gia hoa sa thu ru po na ro ho ti isu ki mát cha ri sa to. Phải đau hùng đa tài hình dung đẹp đẽ dễ thành người thiện lương nếu còn gánh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn quân quá thanh á bất bài.
Dạ, sa thu lành tay xích chà đạo. Dạ, nam mô Phật Tha, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sẵn Kha, dạ, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 263. Dạ, cảm ơn Sít Trần Đạo, Sít Tạng Đông, Sít Thanh Thủy, Sít Hoa Nguyệt cho biết nghe rõ. Navakarang amatena vanna pokarata yava saturupo narohoti isukhi machari satho navakarana matena vanna pokarata yava saturupo narohoti Isuki makchari sato navakarana matena vanna pokarata yava saturupo narohoti isuki makchari sato. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Nếu ganh tham dối trá, bản dịch của Ngài Minh Châu, phải đâu hùng biện đa tài, hình dong đẹp đẽ thành người thượng lương, thiện lương. Nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Bản phổ thơ của Ngài Giấy Đức. Dạ, nam mô Phật Tha, dạ. Con xin được xin biết cả mời Sít Trà Lạc Lê Tâm Phương tiếp theo. Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính cảm ơn Huynh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn Thanh Thủy, Ái Minh Nguyệt đã cho biết âm thanh rõ. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính định lễ Chị Đại Đức Tăng, các cô tu nữ. Con xin đọc kệ cái câu Pháp Cú số 262. Dạ. Na quá Na vát kara kara namaste na wan nap napot kara ta yak yawasa suru po naro ho ti ik suki machari chat ho na na wan kara namaste na qua na po kang ra ta ya qua sa thu ro po na ro ho ti isu ki man cha ri sa thu na wan karang kara na man te na qua na po kang ra ta ra qua sa thu ru po na ro ho ti isu ki man cha ri sa thu na wa ka ra na man te na wa na po ka ra tang ya wa sa thu ru po na ro ho ti isu ki man cha ri sa thu. Và không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Nếu ganh tham dối trá, và đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, phải đau hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương. Nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, như ấy mình chưa phải ấy mình mà không thấy. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, cảm ơn chị Tâm Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính,
đầy đức tuệ nhẫn. Cô tu nữ thân mấy chê đi, cô tu nữ Khánh An. Dạ, cảm ơn chị Ràng Đông, chị Trần Đào, chị Quang Nguyệt. Em mình kính chào quý anh chị, con xin phép được trả bài con pháp cú số 262. Na quát ca ra na mát tề na quần na búc khá ra tà gia quà sa thú ru bồ na ru hồ tí ít su kì mát cha rì sa thù. Na quát ra na mát tề na quần na bát ra tà gia quà sa thú ru bồ na ru hồ tí ít su kì mát rì sa thù. Na quần ca ra na ma tê na quán na bô kha ta gia quà sa thủ ru bô na rô hô tí in su ki măng cha ri sa thô. Phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Nếu ganh nằm dối trá, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Na wa ka ra te na wan na bo ka ra ta ya wa sa thu ru bo na ro ho ti i su ki man cha ri sa thu. Na wa ka ra na ma te na wan na bo ka ra ta ya wa sa thu ru bo na ro ho ti i su ki man cha ri sa thu. Phải hồn biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành điện lương. Nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Bộ thơ của Hai Thượng Di Đức. Dạ, em không thấy bàn tay của ai hết. Dạ, kính dân mít lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bích Thai, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và phong. Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sú Khá ơi, Sú Khá có đọc bài được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Sú Khá ơi. Alo, alo, Sú Khá có đọc bài được không? Sú Khá đâu rồi? Đồng mất tiêu rồi. Dạ, con xin sống cái đảo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin tặng những cảnh hoa đẹp nhất đến nơi với quý vị nào đã kể kinh. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh có chút việc không có ở trước máy được nên không có tặng hoa đến. Ơi, có được, có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tiêu đi. Dạ, con xin trả bài trong khi chờ đợi Xu Khá. Dạ, cảm ơn Vinh Bách Thành Á cho bài học. Na wat karana mate na wan na phok karata ya wa sa thu ru bo na ro ho ti it su ki ma cha re sa tho. À, có Thanh Thị nè hả? Thanh Thị ơi, Thanh Thị đâu rồi? Đưa bằng phần cho Thanh Thị trả bài sau đi. Nhật Quỳnh trả bài trước. Dạ. Na wat karamate quan na pho karata ya wa sa thu ru bo na ro ho ti it su ki mat cha ri sa tho. Không phải nói lưu lót, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham giới trá. Và đây là bản chữ ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Rồi, thấy bằng tay Thanh Thị rồi. Dạ, kính lại cô tu nữ Tệ Duyên, nếu cô có thể cầm mic được thì cô đưa bằng xinh đẹp của mình lên. Dạ, Nhật Quỳnh xin nhận mic cho Nhật Quỳnh kể một câu. Dạ. Na wat khara na ma te na quan na quan na khok kha ra ta ya tha sa thu ru bo na ro ho ti su ki mat
Chà ri sa thô, phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương. Nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lầm con đường trí nhân. Dạ đây là mạng thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời bàn tay thanh thủy trở lại. Dạ cô Tuệ Duyên chắc là vào chưa nghe được hay sao. Dạ nếu mà thanh thủy kể xong mà nếu cô Tuệ Duyên chưa đưa tay thì mời thanh thủy thay mặt đạo tràng khung đỉnh pháp sư luôn nha. Dạ mời thanh thủy. Dạ sa thú thú kính cảm ơn xin được Quỳnh. Dạ con thanh thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc câu pháp cú 262. Dạ cảm ơn Quỳnh có thay má và có tài. Lâu quá ca răng là lâu quá không có đọc. Dạ con xin lại. Nau quá ca ra nam mắt tề nau quanh nắp cốt ca ra tà giao hòa xa thuốc phù bồ na rô hồ tí ít su kỳ mắt ca đi sa thù quá ca ra mắt tề nau quanh nắp cốt ca ra tà và thu hút bồ na rô hồ tí ít su kỳ mắt cha ri sắc thô. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện, nếu ăn tham đối trả. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu: phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp người thiện lương, nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm đường con đường kiến nhân. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ. Na vấn ca văn na vấn ca ra na mất tê na văn na vô ca ta gia văn na vô kha ra ta giao qua xa thủ hô tô na lô hô tê y so ki mật gia ri sa thô. Dạ con kính xin đạo tràng, con không thấy bàn tay nào hết. Dạ thôi để con xin các đạo tràng, kính mời đạo tràng cùng với con đọc bài thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ya wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Nam mô ta sa pha ya wa to Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassavayavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Jaloka Sipati Sampati Katam Jaliyanti Vadan Ayajata Sanh Tê Tha Sát Tâm Pa Tha Chánh Khá Chà Tí Ca Đề Sê Tu Thâm Măng A Nư Khâm Phê Măng Pa Chánh Sát Thâm Ma Phê Lương Vì Ma Danh Cha Ca Danh. Tao Trang còn nghe được không ạ? Tu tấn cha ban tham a vi tham ma cham man a cô ta dân tô cha tu sáng cha đăng đăng pa po ta nay về ta đi xa dám ngâm chê ế dân ca hâm ta tê brahma
tôi đi ta quế ma tăng bút thu cà rôn nhé thì quan xa dạ tăng ha bút thá dạ ta dê ma nhì gà đa dân ta tô ngã tô tăng cha quát giá đa dô na dê à măng ta dê sĩ thâm ma tô ta tô pháp vũ tư phạm vô thư a nô na thâm na đê sa năng na ca quá sa ni đê sê si sạch ta năng ăn tha sinh tha cằn tê na sa thú a vô phạm tê đê sê tu thâm na đê sa năng ta di tha pa ri sa a nu kham tham ti ca ta ye nam mô bổn sư thầy giáo dạ con dạ thành đạo tràng đọc xong bài thỉnh pháp sư sau đây con kính thỉnh đại đức từ bi thuyết giảng bài học pháp cú kinh số 263 kính chúc pháp hội thính pháp nhiều lợi lạc. Dạ con kính thỉnh đại đức tuệ nhẫn con kính thỉnh sư. Giờ lại một tuần nữa trôi qua rất là mau. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể nói đến thiền định, chúng ta có thể nói đến niết bàn rất là dễ trong kinh điển, nhưng mà chúng ta thử hỏi mình xem đối tượng thị giác chúng ta đã hiểu được chưa, và cái thấy đối tượng thị giác nó sanh khởi suốt cả ngày chúng ta đã thấy được chưa. Nếu như chúng ta không hiểu rõ được cái là thực hiện giờ thì kiếp sống này chúng ta có học bao nhiêu lời Đức Phật dạy hầu như cũng đổ sông và đổ biển. Do vậy có rất nhiều người khi mà được con nói hay là nhiều vị Phật tử nghe thấy của sao sư Tuệ Nhẫn nói kỳ vậy, rất là chán nản phải không? Và chúng ta thường bị cái tưởng nó làm cho chúng ta quên mất cái ý niệm, cái khái niệm nó làm quên mất, nên là chúng ta không có khởi nguồn được chánh niệm. Bởi vì chúng ta biết đối tượng của tứ niệm xứ luôn luôn là cái khoảnh khắc thực tại. Do đó mà chúng ta học cái gì thì chúng ta hãy quay về cái khoảnh khắc thực tại trong đời sống. Khi nào chúng ta nhận rõ được đối tượng thị giác thì chúng ta sẽ hiểu được pháp, và chúng ta cũng sẽ hiểu được đối tượng âm thanh. Và chúng ta thấy tất cả thế giới này chỉ là những yếu tố của mắt, yếu tố của thấy, yếu tố của đối tượng thị giác. Chúng khác biệt nhau hoàn toàn, và không có lấy một con người ở bất cứ thời điểm nào. Trong vô lượng thế gian cũng không có con người, chỉ là các quẩn, các xứ, các giới đế của nó. Vòng chỉ có vòng duyên sanh và chỉ có vòng bát chánh đạo. Nếu như mà chúng ta không bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ tưởng mình có trí tuệ, nhưng thực sự là chúng ta đã không có trí tuệ nào. Xin thưa mấy quý vị, chánh niệm thực sự sanh khởi trong đời sống là cực kỳ ít ỏi và rất khó. Nếu như chúng ta không có hiểu biết được thì chánh niệm không thể sanh. Do đó mà trước khi vào bài pháp, con bao giờ cũng là một vị thuyết giảng diệu pháp của Đức Phật, thì đầu tiên dầu là cái bài pháp đó đến đâu, nhưng mà ngay cái đầu tiên đã luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta về pháp là thực hiện giờ. Từng chút một chúng ta sẽ thấy rõ được các pháp. Và hãy đừng quên khoảnh khắc này, dầu là một chút ít cũng còn quý hơn là chúng ta đọc cả một cuốn sách. Mà kể cả là chúng ta có rất nhiều chánh niệm trong đời sống nhưng không có khoảnh khắc trí tuệ để hiểu về pháp là thực hiện giờ, thì cái khoảnh khắc chánh niệm đó nó cũng chỉ là một thiện pháp, nó không đem đến cái sự hiểu biết về các pháp là thực.
Bây giờ thì chúng con xin đi vào niệm ơn Đức Tam Bảo và xin chia sẻ cái câu kệ số 260 này. Araham samma sambuddho phagawa buddhan phagawantang aphivademi swakato phagawata thammo thammang namassami supatipanno phagawato sawaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận được vô minh và phiền não, Ngài thật là xứng đáng làm thầy cả chư thiên và nhân loại. Con cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược, những lời dạy tối thượng của Đức Phật. Những ai thực hành theo diệu pháp, người ấy chắc chắn sẽ được an lạc và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn sẽ được hưởng vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật, nếu ngộ lý tứ thánh đế trong đời sống này. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên phước báo, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa, nông vương, càng bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế trong đời sống hàng ngày của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, quý vị có thấy không, cuộc sống ngày nào cũng chỉ có cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và ở bất cứ thế giới nào cũng vậy thôi. Có hiểu hay không hiểu thì cái thế giới nó vẫn vậy, nó cũng không có thêm bớt gì cả, các quận nó chỉ có nhiêu đó. Còn chúng ta có vẽ bao nhiêu đi chăng nữa thì sắc vẫn là sắc, thọ vẫn là thọ, tưởng vẫn là tưởng, hành vẫn là hành, thức vẫn là thức, phải không? Không có gì khác hết. Bây giờ thì chúng ta đi vào học câu kệ 263. Trước khi chích nghĩa từ vựng, con xin đọc một lần. Yassa che tăng sammucchinang muna gacchang sammuhattang sawan tado so metavi sathu rupo tit vuchati. Tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, đã được đứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn diệt tận, vì ấy có tật xấu đã được rũ bỏ, sáng suốt, được gọi là bậc tốt lành. Câu đầu tiên là Yassa che tăng. Chúng ta biết là Yassa, cái từ giá, cái xá, cái nghĩa của nó là ai hay cái vị nào hay cái người nào. Cái từ che tăng thì chúng ta biết là gồm nó có hai từ là từ chá cộng với lại ê tăng. Sám mức chi năng
Nó mất chín lá là chúng ta là đối với vị nào mà cái điều này đã được cắt đứt lìa. Về cái từ cắt đứt lìa ở đây chúng ta, cái từ ngữ chúng ta rất dễ bị lầm tưởng. Thực tế là không có cái gì cắt đứt lìa cả. Và ở đây do tâm đạo nó sanh khởi. Nó diệt đi những cái phần lậu hoặc của nó. Lưu lá thì chúng ta biết nè rồi, là cái gốc rễ, gốc rễ. Lưu lá cách chăn là được đứng lên. Samu hát tăng là đã được hoàn toàn tiêu diệt, được hoàn tiêu diệt. Câu sau là xá quan tác đô sô. Đô sô à, xá cái nghĩa là chỉ là vị ấy à. Quan tác đô sô tức là có cái tật xấu đã được rũ bỏ. Văn tá đô sô nó là một cái nhóm từ lam tấm chia theo chủ cấp, là có tật đã được rũ bỏ, có sự sân hận đã được thanh lọc. Cái từ văn tá tức là cái căn văn cộng với tá là quá khứ phân từ, đã được thanh lọc. Đô sô là danh từ lam tấm là tật xấu. Sa thú rô pô tí út chích tí tức là mê thâu y. Mê thâu y sa thú rô pô tí phút chất tí. Chỉ cho cái sự sáng suốt được gọi là tốt lành. Sa thú đó là sa thú rô pô tí là sự tốt lành. Và ở đây thì Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Chúng ta biết là cái câu pháp cú này thì chúng ta phải lấy cả hai câu à. Nhưng mà pháp cú thì chúng ta biết là rất là dễ thuyết nhưng mà rất là khó thuyết. Ai thuyết sao cũng được hết á. Nhưng mà để hiểu được nó đó thì không phải dễ đâu. Thật sự là không phải dễ. Nhớ nha. Và bây giờ thì chúng ta đi vào cái cái phần 2 là phần nói về cái tích truyện của cái câu kệ pháp cú này. Bạch Chi Lại Đức Tăng à, câu kệ pháp cú này thì phải thuyết cả hai câu thì nó mới đúng lời Đức Phật dạy. Còn thuyết một câu thì nó sẽ không có biết được cái nghĩa từ đầu mà Đức Phật dạy cái gì và đoạn diệt cái gì. Do đó con đọc cả hai bài kệ và cái tích truyện và chúng ta sẽ hiểu những cái ý nghĩa nào là cốt tủy ở đây thôi. Và hai câu kệ này thì được Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự tại cái ngôi từ viện Chê Ta Quá Ná và đề cập đến
nhiều cái vị tỳ khưu. Thì một hôm đó, khi nhìn thấy các cái chư tỳ khưu trẻ và các cái vị sa di thì lo hầu hạ cho các cái bậc A-sa-lê, A-chá-ri-giá của mình, như là giặt nhuộm y và làm những cái việc lặt vặt và hộ các ngài. Thì một số đại đức đề nghị với nhau rằng chúng ta tuy là có tài thuyết pháp, nói đạo, nhưng mà rốt cuộc thì chẳng có được ai phục dịch. Nên là các ngài cảm thấy ganh tị đối với đệ, các cái bậc mà không thuyết pháp nhưng mà tâm của ngài được an tịnh, an trú vào trong tịnh, an trú vào trong định, trong đạo quả. Thì lúc bây giờ hay là bây giờ chúng ta hãy đến mà bạch với Đức Thế Tôn như vậy: bạch ngài, chúng con thông thạo này kinh điển này, Phật ngôn này, xin ngài gia chỉ thị cho các tỳ kheo trẻ và các sa di rằng dầu học pháp với thầy khác thì các con cũng phải đến nhờ các thầy này bổ túc cho rồi mới lên ôn tập. Làm như vậy thì ắt lễ lộc chúng ta sẽ được tăng trưởng. Và thế rồi các đại đức đó đến bạch Đức Thế Tôn như vậy. Sau khi nghe lời thì Đức Thế Tôn bạch nè: Đức Thế Tôn mới biết ngay rằng theo giáo pháp này thì nếu theo truyền thống thì đúng, nhưng mà các vị này chỉ chú trọng đến phần lễ lộc mà thôi. Do đó ngài phán dạy rằng ta không gọi các thầy là lương thiện, Sathu Pupa, chỉ vì các thầy có tài biện thuyết thiện xảo. Người nào đã cắt đứt các pháp bất thiện, nhất là ganh tị, bằng A-la-hán đạo, người ấy thật là người lương thiện. Nói rồi thì ngài ngâm lên hai cái bài kệ này: Na-wak-ka-ra Na-mát-tê-na Wan-na-pok-kha-ra-ta-ya-wa Sa-thu-ru-po Na-ro-ho-ti Is-su-ki-mách-cha-ri-sa-thu. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp mà thành người lương thiện. Nếu con người ganh tị, sang tham và dối trá, Yassa chê tăng sa mu chi năng Mu ná gách chăng sa mu hát tăng Sa oanh đá đô sô mê tha vi. Sa thú ru pô tí vú chá tí Cả những ai cắt tuyệt, nhổ tận gốc đoạn trừ, người trí tận diệt thân, mới phải người lương thiện. Và ngài cẩn đề là lương thiện là tâm chánh thiện lương, không do môi miệng lưỡi khéo trăm đường. Tỳ khu mặt đẹp lòng đen xấu, chẳng phải tăng đồ Phật tán dương. Ai khéo trừ tan gốc dễ phàm, đoạn lìa sân hận với sang tham, không tâm dối trá cùng ganh tị, thật xứng danh là Phật Hiếu Lam. Đọc đến đây thì chúng ta thấy rằng là sao? Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, quá khó phải không? Rất là khó. Đời sống hàng ngày có được một khoảnh khắc chánh niệm của thiện thôi đã là vô cùng khó rồi, mà chánh niệm của tứ niệm xứ nữa thì cực kỳ khó. Và cái người nào nói rằng chánh niệm đi, chánh niệm đi, chánh niệm nó sẽ sanh khởi, quán thân đi, quán thọ đi, quán tâm đi, quán pháp đi, người đó không hiểu được pháp vô ngã. Xin thưa với các bạn, người đó không có hiểu về pháp vô ngã, giàu một chút ít về pháp cũng không có.
Cái người nào mà thấy rõ một ngày mà chúng ta thấy được biết bao nhiêu là tham và vô minh qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì chúng ta mới thấy được rằng ôi, khoảnh khắc của chánh niệm và trí tuệ là vô cùng khó. Người đó bắt đầu có kham nhẫn, có sự chân thật, có giới hạnh. Thời buổi bây giờ, trong một cái đất nước của chúng ta đó, chư tỳ kheo có trong sạch giới hạnh được không? Người Phật tử có hộ độ cho chư tăng trong giới, trong sạch được giới không? Chúng ta chỉ cần hỏi hai vấn đề thôi là chúng ta đã thấy được rằng là nó khó đến mức độ như thế nào. Cái người nào nói rằng giáo pháp của Đức Phật dễ quá thì người đó chưa có kính trọng, tôn kính Đức Phật thật sự. Khi nào người đó thấy một chút về giáo pháp của Đức Phật thì mới thấy được rằng là Đức Thế Tôn đã trải qua vô lượng kiếp để vân tập ba la mật và thuyết nên con đường lý tứ thánh đế này. Chúng ta có thể nói về niết bàn, có thể nói về thiền định, chúng ta có thể nói về đi diệu pháp hay là phân tích đạo hay là thanh tịnh đạo. Xin thưa mấy quý vị rằng chúng tôi cũng nói được bình thường, nhưng mà khoảnh khắc này thực sự chúng ta đã hiểu về đối tượng thị giác. Không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là cái chi cả, thật sự chưa. Và chúng ta có hiểu được cái tâm thấy này thật sự là một pháp và không có ai thấy ở đó chưa. Và chúng ta có hiểu tại sao mà nhãn căn nó chỉ ở đằng trước và nó ở chính giữa hai con mắt chưa. Nó có ở đó nhưng mà hàng ngày chúng ta có hiểu nó chưa. Tại sao cái thấy nó chỉ thấy ở đằng trước, sao nó không thấy ở đằng sau? Ở đây thì đương nhiên là sau này hỏi là sao mà thuyết về sân hận, cái bài này nói về ganh tị như vậy thì sao sư lại nói về cái điều đó? Xin thưa với quý vị rằng không có những cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi vị trong đời sống hàng ngày, chúng ta ganh tị với ai và ganh tị với cái gì? Tất cả nó phải đến từ tục nhập. Và ở đây thì Đức Phật đã nói rồi, chúng ta biết là trong Đức Phật nói là không phải nói lưu loát, có rất nhiều người nói lưu loát, rất nhiều người giỏi về Bali, giỏi về giáo pháp của Đức Phật, thuyết pháp rất là hay, được nhiều quần chúng ái mộ. Và ở đời cũng vậy, nhiều người rất là giỏi, rất là lưu loát,
Rồi rất là nhiều người có dáng vẻ rất là đẹp đẽ, khôi ngô tuấn tú, người ta nhìn vào cảm thấy dễ mến, dễ thương. Thì Đức Phật dạy rằng những cái người này mới chỉ ở đó và không phát triển được cái hiểu biết, không có giới hạn thực sự từ trong tâm của mình. Và ở đây mặc dầu người đó không có gian dối, nhưng mà họ cũng không phát triển được cái hiểu biết. Chỉ còn những cái người lường gạt thì chúng ta bỏ qua một bên đi. Qua một bên. Người đó thì còn nói chi nữa, phải không? Đức Phật dạy không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Và Đức Phật trong cái bài kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là chúng sanh ở loài người nó rất là kỳ dị. Có những người thì sao? Và trong giáo pháp của Đức Phật ấy, có người thì nghĩ một đằng, nói một nẻo. Có người thì nghĩ một đằng, thân hành động một khác. Có người thì ý nghĩ bất thiện, thân hành bất thiện và khẩu hành bất thiện. Như vậy thì chúng ta biết nè, cái nó xuất phát điểm từ cái tâm đại thiện đó. Chỉ có những người có trí thì mới thấy được cái giá trị của nó mà thôi. Còn cái người mà không phát triển được trí tuệ trong giáo pháp của Đức Phật thì một chút ít thiện đó họ cũng không có làm gì được, không thể nào vượt thoát được những cái phiền não lậu hoặc ở trong tâm của mình. Có nhiều người người ta thuyết giảng giáo pháp cả mấy chục năm, người ta nói ai cũng khen, ai cũng tán dương là số một. Nhưng mà ở trong của họ cấu quế nó còn nguyên và thậm chí nó còn lớn mạnh hơn rất là nhiều. Mà chỗ đó là ít. Bởi vì của nó khác thì nói mặt thì được sanh lên từ tâm vị đó. Như vậy Đức Phật nói không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Nếu ganh tham đối chá thì chúng ta biết rằng phiền não thì chỉ có ba cái gốc của nó là tham, sân và si. Ganh tị ở đây này, nếu mà một người thuyết pháp hay, thuyết pháp giỏi
Nhưng mà tâm đầy những ganh tị về lợi lộc, thấy người khác được lợi, thấy người khác có nhiều Phật tử, có nhiều đại gia, hay là thấy vị tỳ kheo khác nói chuyện với cái người Phật tử đại gia của mình. Tuy mình thuyết pháp hay nhưng mà tâm của mình đầy ganh tị, tật đố. Và chúng ta biết được rằng ganh tị thì nó khác với sân hận. Tại sao nó khác với sân hận? Sân hận thì cả về cái cây, cái vật vô tri, nó sân hận về cái nhà xấu, nó sân hận về cái quần áo xấu xí, nó sân hận về các cái vật vô tri, và cả chúng sanh, rồi những cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh, nó đều có thể làm cho sân hận sanh khởi được hết. Nhưng mà ganh tị là không à. Ganh tị thì nó chỉ nghĩ đến cái chúng sanh, con người này con người kia là cái đối tượng mà nó mất đi lợi lộc, nó mất đi những cái điều tốt đẹp mà người khác lấy mất của nó. Vậy chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có hiểu rõ từng pháp một trong đời sống hàng ngày. Nếu như mà đời sống hàng ngày chúng ta không hiểu biết gì cả thì liệu rằng chúng ta có hiểu được tứ thánh đế không? Chúng tôi nghĩ rằng âm thanh nó nằm trong tứ thánh đế đó, mùi nó nằm trong tứ thánh đế, vị nó nằm trong tứ thánh đế, nóng nó nằm trong tứ thánh đế, lạnh nó nằm trong tứ thánh đế, thấy nó nằm trong tứ thánh đế, nghe nó nằm trong tứ thánh đế, dính mắt nó nằm trong tứ thánh đế, sân hận nó nằm trong tứ thánh đế. Và nó đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Và làm sao để hết sân hận được, hết ganh tị được? Nếu như mà chúng ta không hiểu thế giới này, nếu như chúng ta hiểu về thế giới này chỉ là những cái tứ đại thật sự, và những cái gì thuộc về tứ đại, khi mà chúng ta hiểu đối tượng thị giác nó không biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết đếm, biết đụng, biết xúc, biết chạm, biết tham, biết sân, và nó chỉ là một cái màu nào đó của một tứ đại hiện khởi rất nhanh chóng qua căn môn và cái thấy sinh khởi, kinh nghiệm nó và diệt đi ngay lập tức, không có gì còn sót lại nữa. Thì nếu khoảnh khắc đầu tiên chúng ta đã được nắm bắt về nó, thì khoảnh khắc cuối cùng liệu có đàn ông đàn bà nào nữa không để mà sân hận, để mà bực bội, để mà khó chịu? Nhưng rất khó phải không? Để cho chúng ta thấy được rằng là đối tượng thị giác không như những gì chúng ta nghĩ. Hằng ngày chúng ta toàn thấy đàn ông, đàn bà đủ thứ hết phải không?
Nếu thực sự hiểu mọi thế giới chỉ có đất nước lửa gió và những cái tính chất nó nằm ở trong chúng, và những cái thế giới của tâm khác nhau kinh nghiệm, mà không có tôi hay ai kinh nghiệm gì cả. Nhiều rằng cái thấy nó có kinh nghiệm được âm thanh không? Có ai làm cho cái thấy mà nó nghe được âm thanh không? Có ai làm cho cái thấy đừng có thấy cái đối tượng thị giác được không? Không phải không? Tại sao là không? Tại vì pháp sanh khởi do duyên là vậy, không có ai tạo ra được chúng cả. Ngày mai các bạn có thể mù, nhưng mà không có nghĩa rằng người khác mù. Và dầu bạn không thấy hay là bạn thấy, thì đối tượng thị giác khi chúng sanh khởi, chúng chỉ in dấu vào nhãn căn ở bất cứ thế giới nào. Vậy thì có đáng để cho chúng ta luân hồi mãi chỉ để chán rồi ghét, rồi dính mắc vào những cái màu vô tri vô giác này, để cho chúng là đàn bà, đàn ông, là vợ, là chồng, những cái thứ vô tri vô giác đó? Để chúng ta ganh tị tật đố sang tham. Quý vị thấy không? Thế giới thực tại nó khác xa, nó khác xa, và nó luôn luôn sanh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng không có được ai nói về nó. Người ta chỉ thích du mộng, chứ người ta không thích nghe về những điều này. Chúng tôi chẳng dạy gì để mà chiều theo, khi mình chỉ cần một chút để nói lên đúng cái lời Đức Phật dạy, cái đó mới thật sự là phước báo, thật sự là cao quý, thật sự đưa đến cái con đường chấm dứt khổ đau. Giáo pháp của Đức Phật chắc chắn nó sẽ tàn hoại mau thôi. Hằng ngày chúng ta thử hỏi xem là có mấy lần chúng ta bắt gặp được cái khoảnh khắc thấy chỉ là thấy, đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Quá là khó phải không? Tại sao nó khó? Tại vì chúng ta nhắc cho nhau nghe về pháp là thực hiện giờ. Lên tâm của chúng ta cái tưởng, cái chánh niệm nó nhờ cái gì? Nó nhờ cái tưởng. Cái tưởng mà nó mạnh mẽ trong thực tại, nó nhớ về những cái thực tại này thì chánh niệm nó mới có mặt. Xin thưa với các bạn, nếu mà chúng ta cứ nghe hoài về những khái niệm thì cái tưởng đó cũng chỉ cho bạn đánh dấu về những khái niệm. Và khái niệm thì chúng ta đã chìm từ vô thủy rồi, không có ra khỏi sanh tử luân hồi được. Và nó ganh tham, nó từ đây, quý vị, từ không hiểu cái đối tượng thì giác âm thanh màu mùi vị, nó đã diệt xa lâu lắm rồi. Cái mà chúng ta ganh tị tật đố đó là những cái đối tượng đó, nó đã xa lâu lắm rồi, nó diệt đi lâu lắm rồi.
Vậy Đức Phật dạy không phải là nói lưu loát, không phải là sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Người lương thiện là phải có cái phẩm chất tâm của mình, phẩm chất ở trong tâm của mình. Và nếu như chúng ta không hiểu về pháp trong đời sống hàng ngày thì liệu rằng tâm của chúng ta nó có phẩm chất tốt đẹp được không? Không phải không? Bởi vì ai ai cũng có thiện và bất thiện đó thôi. Đâu cần gì, nếu mà chỉ nói về thiện và bất thiện thì đâu có cần gì chúng ta phải tu tập, phải không? Nói về thiện bất thiện thì ai nói cũng được, ai cũng có. Nhưng mà để hiểu thiện và bất thiện thì cái này mới khó này. Nhớ nha, hiểu thiện và bất thiện là phải hiểu rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Như vậy bất thiện nó có những cái tính chất khác và thiện nó có tính chất khác hoàn toàn. Người chúng ta thấy khi mà ganh tị thì chúng ta biết nè, cái người mà còn ganh tị là cái người đó tâm tánh còn rất là bẩn chật, rất là cấu quế, phải không? Ganh tị với bạn bè, ganh tị với thầy, ganh tị với tài sản, ganh tị với lợi lộc, ganh tị với quyến thuộc. Và một người ganh tị thì sao? Là cái ý niệm về ngã nó chất chứa vô cùng vô tận ở trong này. Vậy là vị tu đầu quần thì sao vậy? Vị tu đầu quần là không còn ganh tị nữa, mặc dầu các ngài còn sân. Do vậy mà chúng ta thấy cái ganh tị, cái đối tượng của nó chỉ là chúng sanh. Nhưng mà sân hận thì tất tần tật các đối tượng khái niệm cho tới chân đế và kể cả cái vô tri vô giác. Ví dụ như chúng ta thấy vào nhà mình cái cầu tiêu, ai đi tiểu hay đi tiêu quên chưa rồi, tâm của chúng ta cũng sân hận bực bội. Để chúng ta thấy cái đối tượng của nó là khác hoàn toàn. Nên là chúng ta thấy được gì? Tâm đạo sơ quả thì nó diệt cái gì? Diệt cái ganh tị. Nhưng mà nó không thể diệt được hết cái sân hận. Và ganh tị tật đố nó sanh ở đâu? Nó sanh sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày. Và nó sanh ở đâu nữa? Nó sanh ở trong giấc mơ. Giấc mơ chúng ta cũng ganh tị nữa. Nhưng mà ganh tị trong đời sống hàng ngày có thể nó tạo ra nghiệp đạo và phiền não tích lũy. Nhưng mà ở trong giấc mơ thì nó chỉ là sự tích lũy ở trong tâm, nên nó không thể tạo ra được nghiệp đạo. Như vậy thì chúng ta thấy mơ cũng ganh tị nữa. Khủng khiếp không? Và ganh tị nó là một pháp, nó không phải là ai cả. Khi nào mà chúng ta hiểu được nó thì cái ý niệm về ngã nó mới được lìa khỏi nó, thì chúng ta mới thấy cái sự nguy hiểm của nó. Chúng ta không chấp nó thì chúng ta mới buông nó ra được chứ. Và chúng ta thấy được cái lợi ích của cái không ganh tị. Cái ganh tị làm cho tâm của chúng ta nó trở thành thấp hèn, trở thành ti tiện,
trở thành đọa xứ, trở thành ngạ quỷ súc sanh Atula, trở thành những cái con người thấp thổi. Cái phẩm chất của cái pháp đó như vậy, thì lúc đó khi mà có sự hiểu biết rõ ràng thì mới hết ganh tị. Với là thiện pháp. Chứ còn chúng ta có nói pháp lưu loát, có sắc mặt đẹp như thế nào, nhưng mà tâm của mình không hiểu về những cái điều này mà còn ganh tị tập đố, sang tham càng ngày càng nhiều, thì Đức Phật dạy không thể trở thành người lương thiện được. Tham, thì chúng ta biết rồi, cái người đa tham là cái người luôn luôn dối trá, xảo biện, ngụy biện. Như vậy thì Đức Phật dạy ở đây là gì? Nếu ganh tham dối trá thì không, chưa thành người lương thiện. Nhưng mà chúng ta là phàm phu thì đương nhiên phải có rồi, phải không? Nhưng mà cái có của người phàm phu học giáo pháp của Đức Phật là chúng ta có thể hiểu được chúng và có thể xả ly được chúng. Thì đó cũng là một bậc hướng đến đạo quả, cũng xứng đáng là con của Đức Thế Tôn. Còn ở đây cái câu kệ này thì Đức Phật nói đến các cái bậc đã thành tựu lời dạy của Đức Thế Tôn, đã thanh lọc được tâm của mình. Và câu sau là gì? Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân được gọi bậc hiền thiện. Vậy chúng ta phải nhớ bao giờ Đức Phật nói người trí ấy diệt sân, tức là Đức Phật chỉ vào cái trí tuệ thực chứng cái pháp đó đó. Sân chưa khởi thì không cách nào chúng ta có thể đoạn diệt được sân. Thế mới là đặc biệt. Nhưng mà khi sân khởi thì đa phần là chúng ta xua đuổi và chúng ta sẽ lao vào đối tượng, chứ không hiểu được cái cảm giác sân, cái thọ của cái sân như thế nào. Chúng ta không thấy được cái bộ mặt thật của nó. Sân thì nó không có sanh ở bên ngoài, chắc chắn một điều đó. Và sân nó sanh khởi thì chắc chắc cái vùng tim của chúng ta nó có vấn đề. Bởi vì ở đó nó sanh ra cảm thọ, và cái cảm thọ của sân luôn luôn là cái thọ u. Chính vì cái thọ u này chúng ta thường là chúng ta không biết về nó, không hiểu được nó, và nó mới chính là cái nguyên nhân sâu xa nhất để cho cái sân nó sanh khởi, và ở đó ý niệm về ngã đầy ở trong đó. Và lúc này cái thọ nó sân hận, nhưng mà cái tưởng nó nhớ về cái đối tượng làm cho sân, và cái hành nó cứ luôn luôn thúc đẩy cái suy nghĩ rằng cái người đó làm cho tôi sân, và cái thức nó luôn luôn biết về cái đối tượng ở bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy không có trí tuệ thì nó chỉ có ở bên ngoài thôi, còn trí tuệ thì nó đi vào các cái tính chất này và nó mới rõ biết được. Khó quá phải không? Rất là khó. Người nào nói giáo pháp của Đức dễ, bây giờ người ta nói cảm như nào người ta là bậc thánh, nhưng mà suy xét vào trong giáo pháp
Họ biết bắt đầu từ đâu, cái thực tại từ đâu. Họ chỉ nói tham sân đạo quả, nhưng mà cái là thực hiện giờ thì không biết về cái gì cả. Thì làm sao mà cái hiện giờ không biết thì cái trí tuệ làm sao mà nó sanh được? Không có, không có. Và chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy cái phần mà quán tâm Đức Phật đã nói rất rõ, phải không? Tâm tham, biết rõ có tâm tham rất là rõ ràng, chứ không có nói. Như vậy chúng ta nghe pháp mà chúng ta không có để ý tất cả những gì Đức Phật dạy chỉ là về khoảnh khắc của chúng ta đang sống hiện giờ. Dầu là quý vị đang làm ở công ty, quý vị đang đi cầu, quý vị đang nói chuyện với người yêu, đều là pháp bảo hết. Chúng tôi đảm bảo với quý vị, nếu như quý vị nghe rõ về các pháp thì không có cái gì không là pháp bảo hết. Âm thanh mãi mãi chỉ là âm thanh, và âm thanh chỉ là đối tượng cho cái nghe. Ở bất cứ đâu, như vậy là thế giới chỉ có các yếu tố rõ ràng rồi, phải không? Chúng ta thử kiểm tra, kiểm định xem là lời Đức Thế Tôn nói Tam Tạng Kinh Điển nó có đồng nhất không? Và Tứ Thánh Đế, cái âm thanh có phải là Tứ Thánh Đế không? Có phải là âm thanh nó là nguyên nhân của khổ không? Nó là khổ đế không? Cái nghe có khổ không? Chúng ta có dính mắc vào cái nghe không? Có dính mắc vào âm thanh không? Hay là chúng ta dính mắc vào cái gì thêm nữa? Không. Chúng ta chỉ dính mắc vào cái nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và nếu chúng ta hiểu nó là cái gì thì chúng ta có dính mắc nó nữa không? Chắc chắn là chúng ta bớt dính mắc. Chúng tôi đảm bảo 100% nếu quý vị hiểu đúng pháp, và quý vị thấy Tam Tạng Kinh Điển từng bài kinh Đức Phật thuyết rất là ngắn gọn, chỉ có những bài Trường Bộ Kinh, một số bài Đức Phật thuyết dài, nhưng mà chúng ta thấy cũng không có bao nhiêu trang giấy cả. Nhưng mà để hiểu lời Đức Phật dạy thì rất là khó, phải không? Khó vô cùng. Và nếu không có suy nghĩ thì chúng ta có sân hận không? Không có sân hận. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người chi ấy diệt sân được gọi người hiền thiện. Chúng ta thấy cái tâm từ đó, nó khác với tâm sân. Đối tượng của tâm từ cũng chỉ là chúng sanh. Tâm từ thì không giải giải cho cái người chết được, không thể giải cho cái cỏ được. Nhưng mà sân hận đó, thì là bất cứ đối tượng nào. Cái sân nhà chúng ta mà nó dơ dãi chúng ta cũng bực bội. Cái lồi niêu son chảo nó dơ dãi chúng ta cũng bực bội.
Nhưng mà chúng sanh á, mà cái sân hận nó thì nó thường tìm tới chúng sanh ác cảm với nó. Và cái sân hận đó nó được tăng trưởng lớn mạnh hơn gấp bội bội lần những cái vật vô tri vô giác. Nhưng mà thực tế thì cái đối tượng thị giác màu mùi vị, tất tần tật bất cứ đối tượng thị giác nào thì nó cũng chỉ là vô tri thôi. Nhưng mà nó đã được khái niệm thành con người này, con người kia, vì nó có tâm thức, có nhúc nhích, có nói, có phát ra âm thanh được. Nên là cái cường độ âm, cái cường độ tâm sân của chúng ta nó đi đến cái gì? Đi đến giết hại, hủy hoại. Vậy là chúng ta phải hiểu được cái tận gốc rễ của cái tâm sân này. Và mẹ đẻ của tâm sân là gì? Là tham và ý niệm về ngã, cái tôi của chúng ta. Nếu như mà cái này thật sự không phải là tôi, chúng ta chấp cái thân này, nếu mà chúng ta hiểu cái thân này chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, thật sự hiểu đó, không có mình ở trong đó, và cái thân này đầy thối bất tịnh như là tử thi trong cấp, và các thân trắng vô ta có nghe bác sĩ nào thường là đau, là bệnh hoạn, là chết chóc, là xa lạ, là duyên hợp tan rã, là ổ bệnh tật, là một cái núi quả của nghiệp nó đang chỗ. Thấy rằng ngũ uẩn này thật sự không có lợi ích gì cả, không đem đến bất cứ lợi ích gì cả, bởi vì hễ chúng được sinh ra một lần nào nữa thì khổ lại có mặt, sanh già chết, u bi lại có mặt. Thế gian này từ vô thủy cho tới vô chung mãi mãi không có người, chỉ có vòng duyên sinh bất tận. Và vòng quay của bát chánh đạo tùy theo duyên mà chúng sanh nắm bắt được cái vòng xoay của bát chánh đạo thì ra khỏi sanh tử luân hồi. Và chúng ta thấy hằng ngày chúng ta tưởng cuộc sống nó có cái gì đẹp đẽ màu nhiệm lắm, cái đó là vô minh thưa quý vị, cái đó là vô minh. Vô minh thì nó cho cái cuộc sống này là đẹp lắm, nhưng mà khi minh sanh khởi thì cuộc sống này không có đẹp. Cuộc sống chỉ điệu là khoảnh khắc thấy và đối tượng thị giác rồi diệt đi,
rồi khoảnh nhường cho khoảnh khắc nghe, nghe một âm thanh rồi lại dịp đi, chẳng có gì tồn tại lại nữa cả. Có một ai ở đây chỉ có cái cứng, cái mềm.